Nay toàn tỉnh có 107 trên 111 xã, đạt tỷ lệ 96,4%, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện các huyện trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí để lập hồ sơ công nhận huyện, xã, nông thôn mới theo quy định. Trong giai đoạn 2021-2023, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn trung ương là hơn 349 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách địa phương là hơn 659 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 107 trên 111 xã, đạt tỷ lệ 96,4%, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 33 xã nông thôn mới nâng cao và 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Tẻ, Cát Tiên, Lâm Hà. 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện các huyện trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí để lập hồ sơ công nhận huyện, xã nông thôn mới theo quy định.